Trung Quốc công bố đường cơ sở Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng luật biển. Việt Nam đề nghị vua và hoàng hậu Hà Lan hoãn thăm vì tình hình nội bộ. Hai người Việt tình nghi ăn trộm 6 tiệm vàng bị cảnh sát Malaysia bắn chết. Nga tấn công phi đạn vào Odessa gây hàng chục thương vong. Ủy ban Liên Hiệp Quốc nói Nga tra tấn tù binh Ukraine một cách có hệ thống. Điện Kremlin cáo buộc Mỹ mở chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật, chống lại Nga. Lãnh đạo Đức, Pháp, Ba Lan họp tại Berlin trong nỗ lực thống nhất hỗ trợ Ukraine. Người đào tị yêu cầu Liên Hiệp Quốc tăng cường giám sát các vi phạm nhân quyền của Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 14 tháng 3 cho biết luật pháp quốc tế cũng như các quyền và lợi ích của các quốc gia khác phải được tôn trọng, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tuân thủ Hiệp định Phân định Lãnh hải, không lâu sau khi Bắc Kinh công bố đường cơ sở mới ở Vịnh Bắc Bộ, theo truyền thông trong nước. Chính phủ Trung Quốc hôm 1 tháng 3 đưa ra đường cơ sở mới ở Vịnh Bắc Bộ, một động thái mà họ cho là phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong tuyên bố, Trung Quốc đưa ra 7 điểm cơ sở khi nối với nhau tạo thành một đường cơ sở mới nhằm tuyên bố lãnh hải ở Vịnh Bắc Bộ. Các điểm cơ sở này không tồn tại trước đây và không rõ tại sao Trung Quốc đưa ra tuyên bố tại thời điểm này. Việt Nam cho rằng các quốc gia ven biển cần tuân thủ UNCLOS 1982 khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng được VN Express trích lời nói như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 14 tháng 3 khi đề cập đến Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS. Hai nước cộng sản láng giềng có những yêu sách chồng chéo ở Biển Đông, nhưng ở Vịnh Bắc Bộ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện và đồng ý tiến hành tuần tra chung ở đó trong chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 12. Bà Hằng được Vietnamnet trích lời nói rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia tiếp giáp Vịnh Bắc Bộ và đã ký hiệp định về phân định Vịnh Bắc Bộ vào ngày 25 tháng 12 năm 2000. Theo người phát ngôn, hiệp định này có hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2004 để xác định ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa mỗi nước trong Vịnh Bắc Bộ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo chuyên đưa tin đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một bài xã luận đưa ra hôm 5 tháng 3 nói rằng việc phân định đường cơ sở lãnh hải mới nhất của Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của Việt Nam hay của bất kỳ quốc gia nào khác. Hôm 13 tháng 3, người phát ngôn của Việt Nam được Lao Động trích lời nói rằng Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ ký năm 2000 giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhà vua và hoàng hậu Hà Lan sẽ hoãn chuyến thăm Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 3, theo đề nghị của chính phủ Việt Nam, theo tin từ Hoàng gia Hà Lan cho biết hôm 14 tháng 3. Trong một tuyên bố, Hoàng gia Hà Lan cho biết rằng nhà chức trách Việt Nam đã đề nghị hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của bệ hạ và hoàng hậu Maxima tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tình hình trong nước. Bộ Ngoại giao ở Hà Nội và báo chí do nhà nước quản lý của Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về việc hủy chuyến thăm của vua và hoàng hậu Hà Lan. Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk ở Tây Nguyên Việt Nam hồi cuối tháng 1 đưa tin rằng Đức Vua và Hoàng hậu Vương quốc Hà Lan sẽ thăm tỉnh này vào cuối tháng 3. Bản tin đưa ra ngày 24 tháng 1 lúc đó nói rằng một đoàn tiền trạm của Vương quốc Hà Lan đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Đức Vua và Hoàng hậu tới tỉnh này. Đắk Lắk là nơi xảy ra vụ bạo động hồi tháng 6 năm ngoái mà Việt Nam tuyên bố là hành động khủng bố khi vụ tấn công vào một trụ sở Ủy ban Nhân dân xã khiến 9 người thiệt mạng. Theo một tuyên bố trước đó của Hoàng gia Hà Lan, nhà vua và hoàng hậu đã lên kế hoạch sẽ gặp Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng vào ngày 19 tháng 3. Tuyên bố này cho biết ông Thưởng đã mời họ đến thăm. Ông Thưởng xuất hiện trước công chúng lần gần đây nhất là ngày 13 tháng 3 cùng với các nhà lãnh đạo Việt Nam khác, bao gồm cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, tại một cuộc họp về vấn đề nhân sự. Hai người Việt Nam và một người Bangladesh bị cảnh sát Malaysia bắn chết gần thủ phủ Kuantan của bang Pahang hồi trưa ngày 11 tháng 3, theo tin trên các báo Bernama, The Sun và New Straits Times. Ghi nhận của các trang tin tiếng Anh của ba cơ quan báo chí kể trên cho biết, ba người này bị tình nghi đã gây ra một số vụ đột nhập vào các tiệm vàng ở Pahang.
Theo các báo này, vụ nổ súng xảy ra khi cảnh sát thấy chiếc xe chở ba nghi phạm có những dấu hiệu đáng ngờ và ra lệnh dừng xe để kiểm tra, song ba người đó đã phóng xe bỏ chạy và bị truy đuổi với tốc độ cao trên một đường cao tốc nằm cách thủ đô Kuala Lumpur hơn 250 km về phía đông. Báo chí Malaysia dẫn lời cảnh sát trưởng của bang Pahang thuật lại rằng các nghi phạm đã bắn vài phát vào cảnh sát và để tự vệ, cảnh sát bắn trả, tiêu diệt ba người đàn ông trong xe. Hai nghi phạm người Việt ở độ tuổi 36 và 44, còn nghi phạm Bangladesh 38 tuổi. Cảnh sát nói rằng hai người Việt đã nhập cảnh bằng hộ chiếu theo diện du khách. Ba người này bị tình nghi là thành viên của băng đảng có tên là Central, bị cho là đã đột nhập vào một số tiệm vàng và gây thiệt hại hơn 4 triệu ringgit, tức hơn 850.000 đô la Mỹ. Với việc bắn chết ba nghi phạm, cảnh sát cho rằng họ đã giải quyết được 6 vụ trộm cắp các tiệm vàng được trình báo kể từ tháng 6 năm ngoái, xảy ra tại 4 bang khác nhau của Malaysia. Báo chí Việt Nam trong đó có Tuổi Trẻ và Dân Trí hôm 14 tháng 3 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói rằng Bộ đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu thông tin ngay lập tức và xác minh thân nhân những người được cho là công dân Việt Nam sau khi có tin hai người Việt và một người Bangladesh bị cảnh sát bắn chết. Ở Sài Gòn có một nghề mà đơn đặt hàng gần như quanh năm là nghề tạo hình mút xốp mỹ thuật. Nôm na là các công việc của chạm trổ, điêu khắc các khối tượng mút xốp. Đây là vật liệu có ưu điểm về thời gian thi công nhanh, nhẹ bền, giá thành rẻ. Trong khoảng thời gian trước Tết, mình sẽ chia theo mùa là mùa trước Tết và mùa trong Tết. Trước Tết thì sẽ là những mô hình lẻ để phục vụ cho các sự kiện khác nhau, hoặc là giống như là sự kiện ra mắt một sản phẩm mới thì người ta sẽ là phóng đại cái sản phẩm đó lên để trưng bày, hoặc là một số concept chụp hình của một số studio khác, hoặc là một các mô hình trang trí của các quán cà phê. Công việc được chia theo từng khâu cho người thợ chuyên trách với mức thu nhập ổn định cùng các chế độ an sinh. Nhân viên khoảng hơn 50 người, anh thì cũng trên 10 triệu một tháng. Chưa đó là 26 công nha, chưa tăng ca. Rồi đó là nếu là tăng ca thêm thì nó cao hơn, thu nhập cho anh em thì nó nghe khá tốt. Anh em ưu đãi cho anh em cũng nhiều, khi tăng ca anh em ở công ty lo ăn hết, ăn cho anh em hết tất cả. Ngày này với những đầu việc được phân chia theo lớp lang của quá trình hình thành một sản phẩm tạo hình mút xốp mỹ thuật theo đơn hàng mà khách đặt. Có thợ vào làm ban đầu là công việc mưu sinh, rồi dần bị nghề này thu hút như một thú vui. Khi anh mới vô thì anh chưa biết về cái của nó thì anh cũng thấy cũng hơi lo lo. Rồi bây giờ là anh đam mê, khi mà trong người anh không được khỏe anh vẫn đi làm để gì mà làm theo. Theo cái đam mê mà, theo cái vui vẻ nữa, nó cũng thoải mái người. Còn theo ông Trần Minh Hoàng, thì nghề này nếu đáp ứng dịch vụ tốt thì hiện không phải lo lắng chuyện thiếu đơn hàng. Những ngày bình thường như này thì những đơn hàng nó sẽ kiểu cảm giác nó sẽ ít hơn và vẫn duy trì quanh năm nhưng mà sẽ ít hơn, mùa Tết phải tăng gấp 3-4 lần những ngày thường. Như lời của ông Hoàng thì xem ra nghề này không gặp các trở ngại của khó khăn thời hậu dịch giả Covid so với nhiều doanh nghiệp khác như thương mại mua bán ở chợ búa xây dựng hay tình cảnh ế ẩm đơn hàng của doanh nghiệp ngành nghề khác. Ít nhất 16 người thiệt mạng và 55 người bị thương trong cuộc tấn công bằng phi đạn của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố cảng Odessa của Ukraine bên bờ Biển Đen hôm 15 tháng 3, các quan chức Ukraine loan báo. Nga đã tăng cường tấn công vào thành phố phía nam này trong những tuần gần đây, phóng máy bay không người lái hoặc phi đạn hầu như mỗi ngày. Ông Ole Kipper, thống đốc khu vực cho biết trên ứng dụng tin nhắn Telegram, Sinchik, số nạn nhân trong vụ tấn công phi đạn của Nga đã tăng lên 16 người và thêm 55 người bị thương đang phải nhập viện. Hết trích, ông Kipper cho biết thêm bác sĩ và nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng bởi phi đạn thứ hai sau khi lao đến hiện trường để chữa trị cho những người bị thương trong cuộc tấn công đầu tiên. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết 10 ngôi nhà, một đường ống dẫn khí áp suất thấp và các xe cứu hộ đã bị hư hại trong vụ tấn công. Odessa, một trong những cảng lớn nhất của Ukraine, từ lâu đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga, đặc biệt là sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian
vốn cho phép các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine đi qua Biển Đen một cách an toàn. Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trước cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine mà Nga phát động vào tháng 2 năm 2022, mặc dù nhiều người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích thường xuyên của Nga trên khắp đất nước Ukraine. Một ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc về vấn đề Ukraine ngày 15 tháng 3 loan báo đã thu thập thêm bằng chứng cho thấy Nga đã tra tấn một cách có hệ thống các tù binh Ukraine, ghi lại những lời đe dọa hiếp dâm và việc cho trích điện vào bộ phận sinh dục. Ủy ban điều tra gồm 3 thành viên cho biết trong một phúc trình rằng quy mô của những vụ tra tấn như vậy có thể lên tới mức lạm dụng nghiêm trọng nhất, được gọi là tội ác chống nhân loại, mô tả xuất hiện của chúng là sâu rộng và có hệ thống. Chủ tịch ủy ban Eric Mose nói với các phóng viên ở Geneva. Các phúc trình của ủy ban tiết lộ sự đối xử tàn bạo không ngừng, gây ra đau đớn và đau khổ nghiêm trọng trong thời gian giam giữ kéo dài, với sự chà đạp nhân phẩm trắng trợn. Phúc trình đã được đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền gồm 47 thành viên ở Geneva. Hội đồng sẽ quyết định trong kỳ họp hiện tại xem có gia hạn nhiệm vụ của ủy ban điều tra này thêm một năm nữa không. Nga phủ nhận việc tra tấn hoặc các hình thức ngược đãi khác đối với tù nhân chiến tranh. Cơ quan Liên Hợp Quốc vừa kể trước đây đã ghi nhận một số trường hợp lực lượng Ukraine ngược đãi những người Nga bị giam giữ và Kiev cho biết họ sẽ điều tra bất kỳ hành vi vi phạm nào. Phúc trình ngày 15 tháng 3 cho biết một số tù nhân Ukraine do quá đói trong các trại giam ở Nga đến mức họ phải ăn xà phòng, giun và thức ăn thừa của chó. Một người lính Ukraine đã bị đánh rất nặng đến nỗi chảy máu hậu môn và bị buộc phải nhảy liên tục trên bàn chân bị thương dẫn đến hoại tử. Anh ta còn bị đánh đập nhiều hơn vì tìm cách tự tử cho phòng giam dẫn đến gãy ngón chân và gãy xương cụt. Anh đã phải nhập viện 36 lần kể từ khi được thả. Quyết định của Hội đồng Nhân quyền về việc có nên gia hạn nhiệm vụ của ủy ban này thêm một năm nữa hay không được coi là một phép thử quan trọng đối với sự hỗ trợ tiếp diễn dành cho Ukraine hơn 2 năm sau cuộc xâm lược của Nga. Nga ngày 15 tháng 3 tuyên bố Hoa Kỳ đang cố gắng tiến hành một chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật chống lại chính quyền Nga, nhưng các cơ quan an ninh của Moscow đã có những hành động để giảm thiểu tác động của nó. Tuyên bố này là bình luận của Điện Kremlin về bản tin của Reuters rằng ông Donald Trump với tư cách là Tổng thống Mỹ từng cho phép cơ quan tình báo trung ương mở một chiến dịch bí mật trên mạng xã hội Trung Quốc nhằm mục đích hướng dư luận ở Trung Quốc chống lại chính phủ nước này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tố cáo Mỹ hiện đang cố gắng tiến hành một chiến dịch tương tự chống lại Nga, quốc gia đang tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3. Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, người đang có mâu thuẫn với phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine, được cho là sẽ dễ dàng giành được thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa. Ông Peskov nói với các phóng viên. Một điều tôi có thể nói là chúng tôi đã trải qua những hoạt động như vậy trong nhiều năm. Hoa Kỳ, các cơ quan hữu quan và các cơ quan tình báo đang làm điều tương tự với đất nước của chúng tôi và vẫn đang cố gắng làm như vậy. Và chỉ có những hành động quyết đoán nhằm bảo vệ bối cảnh chính trị xã hội nội địa của chúng tôi khỏi những nỗ lực can thiệp như vậy mới làm giảm phần lớn hiệu quả công việc của các cơ quan đặc biệt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ đang từ bỏ nỗ lực của mình. Ông Peskov nói Washington cũng có thể đang thực hiện các chiến dịch tương tự chống lại chính phủ các quốc gia khác. Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga hôm 11 tháng 3 cáo buộc Mỹ cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga và cho biết Washington thậm chí còn có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mạng vào hệ thống bỏ phiếu trực tuyến. Điện Kremlin tuần trước cho biết Nga sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, đồng thời bác bỏ những phát hiện của Mỹ rằng Moscow đã dàn dựng các chiến dịch nhằm gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và 2020. Ông Putin, nhà lãnh đạo tối cao của Nga kể từ cuối năm 1999 tới nay, đã đưa ra một loạt nhận xét mỉa mai về cuộc bầu cử ở Mỹ, nói rằng ông thấy Joe Biden thích hợp làm tổng thống kế tiếp của Mỹ hơn là Donald Trump. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 15 tháng 3 đón tiếp những người đồng cấp Pháp và Ba Lan tại Berlin trong nỗ lực thể hiện sự thống nhất của châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine sau nhiều tuần xích mích giữa các đồng minh. Một hội nghị thượng đỉnh được sắp xếp vội vã ở Paris vào tháng trước nhằm mục đích tạo động lực mới cho những nỗ lực đang trì trệ của phương Tây nhằm giúp Ukraine đẩy lùi cuộc xâm lược toàn diện của Nga vốn đã bước sang năm thứ ba.
Việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ việc triển khai quân đội phương Tây tới Ukraine đã khiến Thủ tướng Đức chỉ trích, làm nổi bật sự chia rẽ lâu dài giữa hai cường quốc hàng đầu của Liên hiệp châu Âu. Tranh cãi ở châu Âu diễn ra sau khi sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine cũng đang suy yếu, làm nổi bật khoảng trống lãnh đạo của phương Tây, có nguy cơ khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin thêm bạo dạn hơn, theo giới ngoại giao. Tranh cãi giữa hai nước Pháp, Đức không có gì mới, nhưng mức độ bất hòa hiện nay đã gây báo động cho các quan chức Ukraine và các quan chức trên khắp châu Âu. Những người đào tị đào thoát từ Triều Tiên hôm 15 tháng 3 phát biểu tại một sự kiện của Liên Hợp Quốc ở Geneva, phơi bày những vi phạm nhân quyền ở một quốc gia mà một trong số họ mô tả là địa ngục và cổ suý việc tăng cường ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc để thu thập và điều tra về những hành vi đó. Những người đào tị đã đến văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, nơi các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Nhân quyền sẽ xem xét một đề nghị do EU dẫn đầu nhằm tăng cường giám sát bằng cách cung cấp bản cập nhật cho một phúc trình mang tính bước ngoặt năm 2014, vốn cho thấy các hành vi vi phạm nghiêm trọng cấu thành tội ác chống nhân loại. Ông Kim, người đào tị 33 tuổi, yêu cầu không nêu tên đầy đủ để bảo vệ những người còn lại, đã chuẩn bị cho cuộc đào thoát trong 15 năm và trốn sang Hàn Quốc bằng thuyền vào năm ngoái. Ông mang theo người vợ đang mang thai và cho cốt của cha mình vì sợ họ sẽ khai quật mộ cha để trừng phạt ông như một kẻ phản bội vì đã đào thoát khỏi đất nước. Ông nói trước cuộc họp của Liên Hợp Quốc rằng chính quyền đã quấy rối ông, tịch thu thực phẩm của ông. Tôi tức giận vì không thể làm được gì ở đất nước ấy. Tôi không thể sống trong địa ngục ấy. Tôi đứng trên bục diễn thuyết này với hy vọng chính phủ Triều Tiên sẽ cho phép gia đình và bạn bè tôi vẫn còn sống ở đó, được sống một cuộc sống thoải mái hơn một chút. Mới đây, Thụy Điển đã chính thức trở thành thành viên thứ 32 của Liên minh NATO khi Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Ngoại trưởng Tobias Billström tới Washington để hoàn tất thỏa thuận. Việc Thụy Điển gia nhập trùng hợp với các cuộc tập trận của Liên minh ở Ba Lan, phía Bắc Bắc Âu và các nơi khác, tất cả đều là một phần của hoạt động bảo vệ kiên định, cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ chiến tranh lạnh. Tại khu vực huấn luyện trên đất Ba Lan, Phó Đô đốc Hoa Kỳ Douglas Perry, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Norfolk cho biết, tư cách thành viên của Thụy Điển sẽ tăng cường sức mạnh cho NATO. Thụy Điển có một lực lượng vũ trang phi thường. Họ đã là đối tác của Hoa Kỳ, của Liên minh NATO trong nhiều năm, dù không phải là đồng minh của NATO. Và ngành công nghiệp quốc phòng của họ sẽ một lần nữa củng cố thêm cho Hoa Kỳ và Liên minh NATO. Với thành viên mới Thụy Điển, NATO có được sự hiện diện đáng kể ở biển Baltic, tuyến đường buôn bán dầu mỏ quan trọng của Nga và là căn cứ của một trong các hạm đội của nước này. Ở miền Bắc Ba Lan, gần biên giới với vùng Kaliningrad của Nga, quân đội từ nhiều quốc gia khác nhau đang cơ động dọc theo sông Vistula và thực hiện nhiệm vụ. Các cuộc tập trận quân sự này nhằm mục đích kiểm tra khả năng hợp tác của các quốc gia NATO trong điều kiện chiến trường thực tế. Sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga và Ukraine, NATO đã xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh ở châu Âu. Tướng NATO Gunnar Brockner cho biết, thông điệp của cuộc tập trận rất rõ ràng, NATO sẵn sàng bảo vệ mọi quốc gia trong liên minh. NATO chuẩn bị cho hai mối đe dọa, đó là Nga và các mối đe dọa khủng bố của nước này. Những gì bạn thấy ở đây rõ ràng là để chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ Nga. Chúng tôi rất coi trọng nó. Nó thực sự là động lực cho các kịch bản mà chúng tôi đề ra. Nhưng tôi cần phải nói rằng, chúng tôi là một tổ chức phòng thủ. Chúng tôi đang chuẩn bị cho việc bảo vệ liên minh. NATO cho biết, cuộc tập trận này kết hợp các hoạt động trên bộ, trên không, trên biển, mạng và không gian để tăng cường hợp tác dân sự, quân sự. Đây là bài diễn tập có tên là Con Rồng, một trong 14 bài tập diễn ra tại cuộc tập trận bảo vệ kiên định này. Về cơ bản, các quốc gia khác nhau tới đây và cùng mài giũa những năng lực chiến đấu mà chúng tôi có. Quá trình chuẩn bị cho cuộc tập trận bảo vệ kiên định đã bắt đầu từ 3 năm trước,
nhằm đáp trả hành vi hung hăng của Nga trong khu vực. Hành vi của Nga trong vài năm qua, cộng với việc xâm chiếm Ukraine, đã đặt ra một thách thức đáng kinh ngạc đối với các đồng minh châu Âu. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải chứng tỏ một cách đáng tin cậy rằng mỗi ngày chúng ta đều sẵn sàng bảo vệ từng tận đất quê hương. Đó là những gì chúng ta thực hiện hàng ngày ở cả vùng biển rộng lớn, Bắc Cực ở Đại Tây Dương, để thể hiện sự sẵn sàng của chúng ta và ngăn chặn mọi kẻ thù tiềm tàng. Cuộc tập trận bảo vệ kiên định bắt đầu vào tháng Giêng và sẽ tiếp tục ở các địa điểm khác nhau trên khắp châu Âu và Bắc Đại Tây Dương cho đến tháng 5. Thụy Điển ban đầu tham gia cuộc tập trận với tư cách là bên được mời, dự kiến sẽ hoàn thành cuộc tập trận với tư cách là thành viên đầy đủ của NATO. Đây là chiếc MV Rubima đang trên đường xuống đáy Biển Đỏ, đang chìm dần kể từ khi một tên lửa của Houthi bắn trúng con tàu này vào tháng trước. Rubima là con tàu đầu tiên bị Houthi bắn chìm, nhưng nhóm này đã làm hư hại hơn chục chiếc khác và thậm chí còn xông lên tấn công một con tàu kể từ giữa tháng 11. Here we are. Giờ chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng an ninh thực sự, mà với nhiều người là cuộc khủng hoảng kinh tế và ngoại giao trong khu vực, mà Trung Quốc thì lại bất tâm. Quân đội Mỹ và Anh đã mở nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen để phá hủy vũ khí và radar dùng để tấn công các tàu thương mại, một vấn đề đã dẫn đến phiên điều trần tại Thượng viện mới đây. Chúng ta đang có mặt ở đó dưới lá cờ của chúng ta và con em của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Trung Quốc là quốc gia tôi cho rằng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc đóng cửa thủy lộ giao thương ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, họ vẫn ngồi ngoài và giả vờ như họ là bạn của tất cả mọi người. Giống như ăn theo vậy, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Khi nói về một vấn đề quốc tế cần một giải pháp quốc tế, chúng ta cần Trung Quốc tham gia tích cực hơn. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington gần đây nói với VOA rằng, về tổng thể, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để bảo vệ sự an toàn của các tuyến đường vận chuyển quốc tế. Trung Quốc, theo báo cáo, đã triển khai hạm đội thứ 46 tới vùng vịnh vào ngày 21 tháng 2. Nhưng VOA và các cơ quan khác chưa thể xác nhận việc hạm đội này đến khu vực Biển Đỏ. Chúng tôi hoan nghênh vai trò hữu ích của Trung Quốc, nhưng theo hiểu biết của tôi, ở giai đoạn này, họ chưa đề nghị cũng như không tiến hành bất kỳ loại hoạt động nào để giúp bảo vệ người đi biển hoặc vận chuyển quốc tế. Các nhà phân tích cảnh báo rằng, mặc dù Trung Quốc đã cố gắng giúp giải quyết các vấn đề quốc tế trong một số trường hợp trong thập kỷ qua, nhưng sự tham gia của họ không phải lúc nào cũng vì lòng nghĩa hiệp. Cũng có giải thích hợp lý rằng họ có thể gửi tàu chỉ để thu thập thông tin tình báo về hiệu quả của công nghệ đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của chúng ta. Kỳ vọng của tôi là Trung Quốc sẽ cố gắng hỗ trợ một chút vì sứ mệnh chung, nhưng đúng là họ sẽ tập trung hơn vào tàu của họ và sẽ tập trung hơn vào việc tìm hiểu xem Hoa Kỳ đang làm gì. Bắc Kinh có một số đòn bẩy trong khu vực với tư cách là nước mua dầu thô lớn nhất của Iran, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể hiện đủ đòn bẩy đối với Iran để ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa từ lực lượng Houthi mà Iran hậu thuẫn. Houthi nói rằng các tàu từ Trung Quốc và Nga có thể đi qua Biển Đỏ một cách an toàn, nhưng một tàu chở dầu của Nga đã bị tên lửa Houthi bắn trúng hồi đầu năm nay. Một đoạn biên giới dài, nhưng với hai luận điểm hoàn toàn trái ngược. Mới đây, Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã đi đến những góc xa xôi của bang Texas rộng lớn. Ông Biden ở thành phố Brownsville thuộc thung lũng Rio Grande và ông Trump đi xa hơn về phía Tây đến Eagle Pass. Hai đối thủ này cùng đồng ý rằng làn sóng di dân vượt biên thời gian gần đây đang đặt ra một thách thức. Tại Brownsville, ông Biden nói về một dự luật nhập cư mà Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đang phản đối. Thưa các bạn, vào ngày đầu tiên làm Tổng thống, tôi đã giới thiệu một dự luật. Tôi đã gửi tới Quốc hội một kế hoạch toàn diện để khắc phục hệ thống nhập cư khiếm khuyết và đảm bảo an ninh biên giới. Nhưng không có hành động nào được thực hiện. Sau đó nhiều tháng, nhóm của tôi đã bắt đầu một cuộc đàm phán nghiêm túc trong một nhóm lưỡng đảng gồm các thượng nghị sĩ, gồm các đảng viên Đảng Dân Chủ, lãnh đạo các đảng viên Cộng hòa Bảo thủ và các đảng viên Dân chủ cấp tiến và dẫn đến một dự luật thỏa hiệp. Đây là một loạt cải cách an ninh biên giới mạnh mẽ nhất mà chúng tôi từng thấy ở đất nước này. Trong khi Trump mô tả tình hình là một cuộc chiến và nói rằng các chính sách của Biden cho phép tiếp nhận hàng ngàn người di cư mà ông cáo buộc phạm tội. Đó là cuộc xâm lăng mang dấu ấn của Joe Biden. Nó đã diễn ra trong suốt 3 năm.
Thống đốc Đảng Cộng Hòa của Texas đã chọn không gặp Tổng thống đương nhiệm mà gặp ông Trump. Ông thề sẽ tiếp tục các biện pháp kiểm soát biên giới của bang. Điều này đã gây ra các cuộc chiến pháp lý với Washington. Các nhà phân tích chính trị Texas cho biết, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy nhập cư là một vấn đề mới nổi đối với cử tri Đảng Dân Chủ Texas trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. An ninh biên giới đang nổi lên trong dư luận của cử tri dân chủ như một vấn đề cần được giải quyết, nhưng Đảng Dân Chủ thực sự không có quan điểm rõ ràng về việc phải làm gì đối với vấn đề biên giới. Trong một động thái hiếm hoi, Biden đã liên hệ với Trump để kết thúc chuyến thăm của mình với thái độ hòa giải. Đây là những gì tôi sẽ nói với ông Trump. Thay vì chơi trò chính trị với vấn đề này, thay vì yêu cầu các thành viên quốc hội ngăn chặn đạo luật này, hãy tham gia cùng tôi, hoặc tôi sẽ tham gia cùng ông và yêu cầu quốc hội thông qua dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng này. Chúng ta có thể hợp tác. Thái độ mang tính thỏa hiệp này xung đột với những ngôn từ cứng rắn của Trump. Đối với tôi, trông họ như những chiến binh. Có chuyện gì đó đang xảy ra. Nó tệ quá. Bây giờ Hoa Kỳ đang bị tràn ngập bởi tội phạm di cư gắn mác Biden. Đó là một mối đe dọa nghiêm trọng mới đối với đất nước này. Đó là tội phạm tới từ dân di cư. Nhưng ông Blank nói rằng, quan điểm của ông Trump về tội phạm tới từ dân di cư trên thực tế là không có cơ sở. Với các nghiên cứu học thuật có uy tín cho thấy, ngay cả những người nhập cư không có giấy tờ cũng phạm tội với tỷ lệ thấp hơn công dân Hoa Kỳ. Donald Trump sử dụng những luận điểm có thể được mô tả theo nhiều cách khác nhau là theo chủ nghĩa bản địa hoặc trong một số trường hợp là phân biệt chủng tộc. Và do đó, việc gắn người di cư với tội phạm là điều thực sự kết hợp với hai vấn đề lớn trong Đảng Cộng Hòa, vấn đề luật pháp và trật tự và vấn đề biên giới không được kiểm soát và đặt nó vào một bối cảnh mà Đảng Dân Chủ khó bào chữa nhưng lại rất hấp dẫn với hầu hết cử tri Đảng Cộng Hòa. Đối với người dân Texas, tiểu bang mà sắc dân thiểu số đang chiếm đa số, nơi chủ nghĩa ngoại lệ ất dễ từ chủ nghĩa cá nhân hoang dã, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới họ. Vậy, liệu người dân nơi đây sẽ chọn nghe theo ai? Vòng đời trung bình của một thương hiệu là khoảng 5 năm. Vì vậy, việc búp bê Barbie kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 thực sự là một chuyện đáng nói. Barbie năm nay đánh dấu 65 tuổi đời. Con búp bê mang tính biểu tượng nhất thế giới đã có một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Barbie nguyên thủy được tạo ra vào năm 1959 bởi bà Ruth Handler, lấy cảm hứng từ con gái Barbara của bà. 65 năm sau, Barbie vẫn chưa về hưu. Làm thế nào mà Barbie có thể duy trì được vị thế là một trong những thương hiệu đồ chơi thành công nhất mọi thời đại? Búp bê Barbie nguyên bản có mái tóc vàng đặc trưng với bộ đồ tắm đen trắng. Cho đến ngày nay, một số người vẫn cho rằng con búp bê này có tỷ lệ cơ thể không thực tế, cũng như vai trò giới tính và tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế. Đáp lại, hãng làm đồ chơi Mattel đã tiếp tục bổ sung thêm những con búp bê đa dạng vào bộ sưu tập Barbie. Ngày nay, Barbie có 250 công việc làm khác nhau, 35 tông màu da, 97 kiểu tóc và 9 kiểu dáng cơ thể. Trong đó có Barbie ngồi xe lăn, Barbie bị bệnh Down, bệnh bạch biến, cũng như Barbie trung tính về giới tính. Những việc chúng tôi đã làm trên con đường biến Barbie trở thành dòng búp bê đa dạng nhất trên thị trường khiến cá nhân tôi cảm động. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy ảnh hưởng của nó trên thế giới. Thành công của Barbie dựa trên thực tế là chúng tôi tiến hóa. Chúng tôi không ngừng nỗ lực thay đổi để phản ánh thế giới mà trẻ em, người hâm mộ và các gia đình nhìn thấy xung quanh họ. Thành công về mặt thương mại của bộ phim Barbie của đạo diễn Rita Gerwig với sự tham dự của Margot Robbie và Ryan Gosling đã khiến thương hiệu Barbie trở nên phổ biến hơn. Bộ phim đoạt doanh thu bán vé toàn cầu 1 tỷ đô trong vòng 2 tuần khi phát hành vào năm 2023. Con búp bê này gần đây cũng đã trở thành một biểu tượng thời trang truyền cảm hứng cho diện mạo Barbiecore màu hồng nóng bỏng. Dù là những con búp bê điêu khắc thủ công hay làm từ máy in 3D tiên tiến, thương hiệu này luôn sẵn sàng thay đổi. Những con búp bê kỷ niệm 65 năm được tạo ra bởi nhà thiết kế trưởng người Philippines Kathleen Luera là một sản phẩm mới dựa trên bộ đồ tắm nguyên bản của Barbie được tái hiện lại thành một chiếc váy đen trắng kèm theo kính mát.
Chúng tôi rất vui mừng được làm nhiều hơn nữa trong phân khúc Ken của mình. Như bạn có thể tưởng tượng, Ken đã trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều kể từ bộ phim. Barbie có các thành viên trong gia đình, cô ấy có cả thế giới bạn bè. Vì vậy, chúng tôi có thể làm thêm rất nhiều việc, không chỉ với hình ảnh đại diện mà còn với các nhân vật khác nhau. Chúng tôi sẽ giới thiệu một quy mô mới của Barbie và toàn bộ thế giới của cô ấy vào cuối năm nay. Vì vậy, còn rất nhiều việc phải làm.